cái bông này là ta làm cây chổi, rồi kêu bông chổi bông cỏ. Trái mắm chín nó ăn cái trái đó rồi nó ăn nhiều quá nó bị say, say cái nổi nó nổi lình bình ở trên mặt nước. Thì nếu mình đi mình gặp thì mình luộc nó bỏ vô bắt nó, chứ nó nổi lình bình gì mà nó phơi cái bụng nó, khi mà nó tiêu quá xong là nó lạnh xuống nước. Thì nếu mình đi nhầm cái lúc mà nó bị say á, để nó nổi lên á, thì lúc đó mình vớt nó, tại nó nổi lình bình ở trên mặt nước, nó có bơi thì đâu mà. Thì mình bắt nó. Cái lú cái lợi cái này chắc kêu bằng cái lú quá, ta để cá người ta để bắt cá. Theo mấy con bươm nhỏ nhỏ cái người ta đặt cái đó. Đây có cái nhà có cầu thủy kìa. Ở cái khu vực này mấy cái ao thì không thấy ao nuôi tôm mà hình như là ao ở đây là ao nuôi cua. Tại vì ta không thấy chạy giống tôm mà thấy chạy giống cua. Cua là nói là cua biển á. Cầu mà to. Cái cầu này là tên là cái cầu Bà Tòa. Rất nhiều cây cầu. Cái này từ gành hào chạy theo con từ gành hào chạy về Cà Mau. Nếu mình chạy con đường nhỏ này thì chạy cái con đường làng để xem. Ở trong này nói là đường làng chứ cái vùng quê ở đây thời gian chung cũng thấy cũng khá giả. Cửa thì cũng kiên cố. Con đường này nhỏ xíu à, đường này mà một xe tải thì đi là bít hết rồi. Khu vực này vẫn còn ở Đông Hải, Bạc Liêu. Cây cầu đứng trên cầu Định Thành quay cái xóm này nè. Ngay ngã ba An Trạch với quốc lộ 1A. Giờ đang trên quốc lộ A1 trên vừa vô địa phận thành phố của Cà Mau. Từ đây đi thành phố Cà Mau là 14 cây. Tới thành phố Cà Mau. Vô trung tâm thành phố Cà Mau rồi. Giờ đi đâu?
chợ Cà Mau, người ta bán căn này. Cày đủ thứ hết. Này khô. Khúc này là khúc bán trái cây. Này mới 9 giờ là thấy muốn dẹp chợ hay sao mà dám quay à.
cái cầu ra khỏi thành phố Cà Mau, cái cầu lớn thứ nhì, quẹo dưới gầm cầu là đi Đầm Dơi. Để vô Đầm Dơi coi có cái gì coi không. Từ ngay cái gầm cầu đi qua Đầm Dơi là 20 cây. Chánh Hầm Dơi có hàng cây này cũng đẹp nè. Đi thị trấn Hầm Dơi không biết có cái gì coi không. Người ta chặt lá nó rồi nè, nhưng mà nó còn trái đây nè. Hoài dưa nước nè. Cái này sao ở đây ta không chặt nè. Cái này ta chặt cái ta móc cơm ở trong nó ăn được. Ở đây trái rất nhiều. Cái này là dừa nước nha bà con. Hôm qua hôm kia thì tôi có chặt dừa nước ăn nè. Ở đây bà con người ta bắt tôm. Bắt tôm cho bán. Tôm thấy mấy ông tách vỏ như vậy bà. Mua tôm với mua cua. Nó cân tôm hả? Anh em bà con đã về ta bắt tôm mà, ta bán tôm, ta cân tôm. Ở trong này là chuyên môn là nuôi tôm với nuôi cua. Chị này chỉ vẽ bông sậy không biết làm gì.